Rồi, hello cả nhà nha. Clip ngày hôm nay thì mình lại giao lưu với anh em một cây mai cúc riêng nữa. Cây này thì mình đánh cái mẹ giá, mẹ số trên cây nha anh em. Cây này cây số 5 đi. Mình bỏ số 4 nha anh em. Cây cúc riêng nha anh em. Chiều cao cây. Chiều cao cây mình ra từ phần ngọn xuống đáy chậu là 1,5 m này anh em. 1,5 m nha. Đang ngang. Đang ngang thì 1,20 m. Rồi, mình nói gần gần cho anh em xem nha. Cao cây là 1,5 m, tàn ngang thì 1,20 m. Rồi, camera tiến lại gần chút cho anh em xem cái mặt bông. Đó, hoa rài này anh em. Nó có cái hoa rải nó đang nở trên cây này, anh em thấy không? Hoa thì rất là nhiều lốp cúc riêng nha anh em. Một lốp này, hai này, ba này, bốn này, năm này, tầm 6 lốp anh em. 6 lốp cánh nha anh em. Chùa, hoa to đẹp. Đây. Đấy, hoa to gần 4 tay mình ha. Tay đàn ông khác nha, tay phụ nữ khác nha anh em. Cho anh em đừng so sánh. Hoa tầm gần 4 ngón tay là to rồi anh em. Cúc riêng mà. Đọt đó này anh em. Chùa, đọt đó eo luôn anh em ha. Đóng lưỡng. Rất là dễ thương. Lé này thì nó cũng vừa đẹp nha anh em, giòn giòn không có to lé. Anh em nào thích thì về ghép bonsai thì cũng được. Nó nhỏ lé thì mình ghép bonsai nó thu tí lỡ thu nhỏ nó ngon nha anh em. Bông búp thì cũng nhiều. Vào bông búp thì nách lé rồi bông búp thì chi dâm là nó đạt hết rồi. Đấy, nó hoàn hảo hết rồi nha anh em. Coi thì làm tay cành cho anh em kỹ lưỡng. Bông búp có góc đó thì mình qua đi mình coi mình xem vô được thì mình anh em xem, còn anh em tin tưởng thì cứ lái cái này rất là đẹp. Chục cây này rất góc đẹp lắm nha anh em, góc rẻ tới đây luôn anh em ha, rỡ mà chạy tới đây luôn này à, anh em biết cái cây góc rất là bự. Cúc riêng nha anh em, cây này được rồi, một chi nè, hai bè 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 15, 16, 16 cành một đọt nha anh em, rất là cao, một cụ cao rồi. Anh em thấy không, đứng một sai tay của anh này, đây này nó cao to lắm nha anh em, rất là đẹp, rất là đẹp cây đó nè. Rồi cái cây này thì anh em xem lại mặt bông này. Đó, bông rất là sáng, rực rỡ nha anh em. Dung bông. Cúc riêng cái góc trong này anh em thấy không? Góc nằm như một con thú luôn anh em thấy không? Giờ nó kính ghim quét thì mình không có đưa vào cho anh em xem cái bộ góc được. Nhưng mà anh em cứ tin tưởng, góc nó nở ra cái máy cầm rỡ nó chạy ra xung quanh cái thanh chậu nha anh em. Nó chạy ra tới đây nè anh em ha, đây nè. Hả? Anh em thấy rỡ không? Rỡ chạy ra tới đây cách cái thanh chậu khoảng 20 phân nè. Cái chậu này thì chậu lọt lòng 60. Mà rỡ ra cách 20 thì bên kia 20 nữa thì rỡ rất là lớn anh em. Tập nè anh em. Chục hoa quá đẹp. Hoa này cho anh em sưu tầm và chơi nha anh em. Cúc riêng mà cây hàng đại mà hoa như thế này thì quá là đẹp, quá xuất sắc nha anh em. Bông búp thì tay dâm này đạt hết rồi, hoàn hảo nha anh em. Cây không có sức tay gãy cán nên anh em cứ yên tâm mua và chơi. Nó ra tới đâu thì mình cứ chặn giật ngọn này anh em, giật nhón vô, giật cho nó ra cái cây hình thông hình tháp anh em. Còn mấy cái mầm dài quá thì mình cắt mình ghép đi, ghép vô mấy cây của nhà mình, hoa nào xấu thì mình ghép vô. Tại vì anh em thấy không, hoa nó đẹp rồi này, nó đẹp cánh nó dùm này, nó tròn, nó rất là đẻ dễ thương nha anh em. Cứ anh em cứ tin tưởng ghép đi, không sao đâu. Cây thấy mặt bông rồi, này cắt mấy đầu đạn này ghép vô.
Bông búp thì có lâm dâm trên cây hết rồi nha anh em. Cây này thì mình mới để lại nước hai thôi, để lại nước hai cho nó gọn cây, chứ bữa nó cứ dinh cả bạc anh em. Đây bông búp đây. Đấy, bông búp có đủ nha anh em, cứ yên tâm. Đấy, mình quay kỹ anh em xem lại một chút. Chút nó cao to. Này có cái hoa nữa này. Hoa này thì nó tàn rồi, tàn quá nó xấu rồi nha anh em. Có cái hoa này nó đẹp á. Chậu thì lục giác đá mài, bát giác đá mài chưa. Ở ngoài thì đép phù điêu quét nhũ đồng nha anh em, cũng rất là đẹp, sang cây. Rồi anh em là hợp nhận cái cây mai cúc ring này thì liên hệ mình, cây có mạch hoa trên cây, hàng chuẩn cho anh em vừa chơi Tết. Rồi video của mình tạm ngưng nha anh em, chúc anh em xem video vui vẻ. Anh em xem thì nhớ đăng ký kênh, ủng hộ mình, cho mình một cái nút like đó, ủng hộ tinh thần nha anh em. Có thể không mua cũng được, nhưng mà mình sẽ quay một số cây nữa, cây đẹp sưu tầm cho anh em tham khảo, biết cái giá cây. Rồi chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo.